Xin chào các bạn. Hôm nay ngày thứ bảy, ngày 27 tháng 7 và 2 giờ 47 phút. Không có gì làm hết nên chắc lên mạng nói nhảm đi để kiếm gạch đá về xây nhà. Hôm nay nói về vấn đề gì? Yêu xa đi. Khá thú vị. Thì trong số các bạn là những ai đã yêu xa rồi. Và các bạn nghĩ gì về yêu xa? Theo mình thấy thì nó khá khó, nhưng mà nó đáng để các bạn bỏ công sức ra để xây dựng. Thì mình đọc rất nhiều rằng yêu xa thì rất là khó để giữ. Và đa số các cặp đôi yêu xa thì thường không có vững bền. Thì có lẽ là trước đây mình không tin, nhưng mà bây giờ thì chắc là như vậy. Vì theo mình thấy thì có hai yếu tố rất là quan trọng để mà khi nói về một cuộc tình của hai người xa nhau, đó chính là sự gắn kết, thứ hai là niềm tin. Sự gắn kết ở đây nói là như thế nào ta? Đó là những mẩu chuyện mà hai người nói với nhau hàng ngày, trao đổi qua tin nhắn, Viber, Facebook, Skype, các thứ. Thì những cặp đôi mà ở gần nhau thì gặp nhau mỗi ngày hay là mỗi tuần thì cũng đã thấy là cũng khó rồi, cãi nhau rồi các thứ. Thì những đôi mà yêu xa thì sẽ như thế nào? Tất cả chỉ qua những dòng tin nhắn hay là thư từ, hay là thậm chí stalk nhau trên Facebook các thứ. Thì theo mình thấy thì nếu mà chúng ta giữ một cái mức độ nào đó để có thể hiểu nhau về những gì mà mình làm trong ngày, hay là những dự định, về những tâm tư chia sẻ thì rất là ok. Nhưng mà nếu làm quá thì nó sẽ hơi phiền phức, vì chắc chắn ai cũng có một cuộc sống riêng hết. Còn vấn đề thứ hai là một vấn đề khá khó hơn, đó chính là vấn đề về niềm tin. Niềm tin ở đây thì nói sao? Rất là khó để xây dựng, khó để giữ nó, và rất khó để hồi sinh lại nó một khi nó đã chết đi. Các cặp đôi yêu xa thì thường hay mắc vấn đề này. Thì đa phần sẽ là về việc mỗi người có một cái lối đi khác, một con đường khác, hay là một cái cá nhân khác đến với cuộc đời họ. Thì không sao cả. Nhưng mà mình thấy một cách để tôn trọng nhau á, là nếu mà bạn có một cái người khác hay là bất cứ một quyết định gì đó thì nên nói với đối phương, vì đó thể hiện cái sự tôn trọng nhất định, đúng không? Đó là trên đây là những cái chia sẻ của một người vừa mới bước qua một câu chuyện như trên. Ngay cả bài hát mình đang nghe bây giờ thì nó gắn liền với một kỷ niệm của mình ở Now Zone Sài Gòn, thì khá là thú vị. Nhưng mà câu chuyện đó thì chắc có lẽ để sau. Chào các bạn, một cuối tuần vui vẻ.